Hello, chào cô. Ok, chào lại cô Tèo, chào lại kênh chị em trong diễn đàn, chào Hoàng Khánh này. Nãy lên Có Hoàng Tuấn Bạch có không? chào anh Hoàng Tuấn Bạch nữa, thì bây giờ mình nói hôm nay đúng là ngày ý nghĩa luôn đó, thì mình nói sự thật như vậy. Đang chắc đây là lần đầu tiên em kêu mới nói những cái vấn đề này. Sau khoảng gần 4 năm, gần 5 năm lên trên cộng đồng mạng, tham gia cộng đồng mạng thì em kêu nhận nhận ra cái điều này nha. Thì mình nói là lần đầu tiên tại diễn đàn này IQ nói lên cái cảm nghĩ của mình sau 4 năm 4 năm rưỡi mà mình chứng kiến được những cái sự việc mình bỏ trong ngoặc kép là đấu tranh nha, các anh chị đừng có bắt bẻ cái từ đấu tranh, tại vì đấu tranh đó là những cái gì mà người ta hay thường nói thì mình cứ cho là chữ đấu tranh đi nha, cũng đúng hay sai thì cái đó mình không phản biện, mình không có đi đào sâu vào, mình cứ cho là đấu tranh đi thì là như vậy. Nó đấu trong cái sự đấu tranh đó thì nó rơi vào khoảng là ba hoặc bốn thành phần nha. Thì cái thành phần thứ nhất để kêu nói gì, đấu tranh có tổ chức nha, đấu tranh hay không thì có giả là mình không nói nha, nhưng mà đấu tranh có tổ chức là 99% là đều trục lợi cho cái tổ chức đó, đều dính líu tới tiền bạc. Coi như là từ ba mươi mấy năm nay AQ đã có mặt tại Nam Cali từ ba mươi mấy năm rồi, 33 năm rồi, chưa thấy một cái tổ chức nào thật sự gọi là chính đáng để mà gọi gọi là đấu tranh chính đáng, là gọi là đấu tranh mà gọi là phi vụ lợi hay là đấu tranh thật sự cho quê hương, chưa thấy. Từ những cái tổ chức Việt Tân hay là Nguyễn Hữu Chánh rồi tới ông Đào Minh Quân là tất cả đều nó bị dính vào cái đồng tiền, không dính đồng tiền thì nó cũng dính tới 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 tới, tới tình rồi, nó cái tội trong đó là tình tiền tội, nó dính hết trong những cái tổ chức mà có gọi là những người đấu tranh có tổ chức, là cái đó là bỏ qua một bên rồi nha, coi như là chưa thấy có một cái tổ chức nào mà gọi là chính danh chính nghĩa hết nha. Cái thứ hai, thành phần thứ hai là những người lên đấu tranh là toàn là thấy trục lợi cho cá nhân mà thôi, Chào Châu Lạc Hải nha. tức là những người đây họ mở ra những cái gọi là cái diễn đàn, gọi là cái kênh, gọi là tôi nói thay cho đồng bào tôi, hay là tôi nói gì đó cắt nghĩa là rất là suôn sẻ, giống như là chú Quốc Huy rồi đi, những người đó toàn là trục lợi cho cá nhân, toàn là mở YouTube chứ thật sự không có thật sự là vì làm những cái việc gọi là phi vụ lợi hay là vì đất nước hay là vì gọi là đấu tranh cho nó chân chính, không có. À, còn cái thành phần thứ ba là những người mà chuyên môn, những người mà gọi là tù nhân lương tâm hay là tù nhân chính trị đã rời đất nước Việt Nam, cỡ như là Việt Khang nè, Mẹ Nấm nè, Tạ Phong Tần nè, những người đó sau khi rời đất nước Việt Nam, sau khi rời đất nước Nam đến đất nước Mỹ thì quay lại 360 độ. Một là không tiếp tục làm những việc gì nổi nổi trội giống như ở trong nước. Hai là quay lại để mà làm những việc nó trái ngược lại với cộng đồng ở Nam Cali. Tức là những người đó họ những gì họ cố làm ở trong nước khi họ bước ra khỏi khỏi, khỏi đất nước là coi như hết mất luôn. Đó là cái thành phần thứ hai. Thành phần thứ ba là nó cái đó là thành phần thứ ba. Thành phần thứ bốn là có những người lên gọi là chỉ vì chém gió thôi, là những người chém gió gọi là lên cho vui cho có, tức là bốn thành phần đó là không có cái thành phần nào mà đạt được gọi là cái sự mà gọi là mình gọi là khả thi, nó không có đấu tranh thật sự, nó không có, không bao giờ có. Đó là sự nhận xét của kêu trong 4 năm 4 năm rưỡi này, thấy không có một cái tổ chức nào cá nhân nào mà người nào thật sự là đấu tranh mà kiểu mà giống như là với tấm lòng cả. Xin lỗi mình bỏ trong cái chữ ngoặc kép đấu tranh nha, đừng 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 có bắt bẻ cái từ từ đấu tranh, chưa thấy ai xứng đáng là gọi là đấu tranh cho thật sự cho quê hương dân tộc ở Việt Nam, không có, toàn là không dính đến tù, không dính tới tình thì dính tới tiền, rồi chỉ có không dính tới cá nhân thì dính tới tổ chức, toàn là trục lợi cho cá nhân. Cho nên AQ cũng chán, hoặc là gọi là chán đến nỗi là không muốn vào những cái diễn đàn mà những cái người đó họ cất lên tiếng nói. Cho nên các chị thấy xưa nay IQ không có, riêng IQ ít cái xe bài, và hình như là hầu 99% là không có xe bài của ai hết, tức là không không thích những cái vấn đề đó. Chỉ riêng có một cái mà lý do IQ nói lý do tại sao mà ok, lý do tại sao mà IQ lại ngày xưa là kiểu mà kêu gọi cái lá phiếu trưng cầu dân ý là như vậy, xin lỗi mình cắt nghĩa một chút rồi các anh chị em lên phân biệt, là tại vì cái thời điểm đó ở đây hả, nào
Thì tại cái thời điểm đó thật sự là mình cũng có đi tìm hiểu về cái mà gọi là trưng cầu dân ý của nhà nước Việt Nam đó, ngày 1 tháng 6 2016 đó, nó cũng ra có một cái trưng cầu dân ý. Thì cái lúc đó mình nghe theo cái ông Đàm Vĩnh Quân, ông nói về cái trưng cầu của dân dân ý, nó gọi là trưng cầu ý dân dân ý, nó tựa tựa ná ná như là những gì ở trong nước, nhưng mà ở trong mình không có đi đi gọi là tìm hiểu cặn kẽ về những cái từ ngữ mà ông chơi chữ ở trong đó nha. Thì khi mà mình đã phát hiện ra được những cái mà ông chơi chữ đó, thì lúc đó gia đình mình đã có những người đã đi tù vì cái tổ chức này. Thì không thể nào mà IQ ngay từ đầu mà để mà nói ra hết tất cả được, tại vì lúc đó là chưa có tìm được những manh mối, những cái việc làm của ổng để cho mình đưa lên để cho cộng đồng mạng thấy được những cái đó là những cái chứng cứ rõ ràng. Chứ còn ở ngoài mà đánh vào giống như là ngày năm xưa, gọi là 2 năm trước, ví dụ như Cu Tèo hay là Bảo Khánh rồi, chỉ nói những cái đó nhưng mà nó chưa có đủ, đối với Kiều nghĩ là nó chưa đủ mạnh để mà làm cho những người đang tin tưởng theo ổng phải kiểu mà quay đầu. Thì bắt buộc trong cái thời gian mà mấy năm đó, đó là IQ quen rất là nhiều người ở trong cái tổ chức, tức là thậm chí cả tới tướng tá luôn, và họ cũng như là đã có gọi điện thoại coi như coi IQ giống như là một người có thể giúp cho cái tổ chức này gọi là được lan rộng ra về truyền tin truyền truyền thông đó. Nhưng mà IQ từ chối, không bao giờ mà gia nhập vào cái tổ chức ổng, chưa bao giờ nạp đơn nữa, chưa bao giờ nạp đơn để mà tham gia vào thành viên. Thì IQ sau một thời gian cũng khoảng 2 3 năm thì thấy là những cái việc làm nó càng ngày nó càng nó quá đáng, và đến lúc mà khi mà họ ra cái hiến pháp đó là cái lúc đó lại kêu là thấy là đã gọi là vì cái hiến pháp đó ra một cách mà kiểu mà nó gọi là dụ dỗ người dân mà dễ đi tù nhất hơn là cái lá phiếu trưng cầu dân ý. Trưng cầu dân ý thì nó hơi ok, với nó trưng cầu dân ý thì nó hơi ok, nó chưa nó chưa có phải là gì ghê gớm lắm. Nhưng mà cái lá phiếu trừ cái mà hiến pháp đó làm cho người ta đi tù mà nó nguy hiểm, tại vì cái độ nguy hiểm nó quá lớn, cho nên bắt buộc IQ phải kiểu mà lên tiếng mạnh. Cho nên từ đó IQ mới có những cái bài nói hay là kêu gọi người ta đừng có tin theo cái ông Đàm Anh Quân, thì mọi việc nó xảy ra tới ngày hôm nay. Nhưng mà đa số tất cả mọi người không hiểu rõ đâu, không hiểu rõ về cái đường đi nước bước hay những việc làm của IQ, cứ cho rằng là đà cháu Đàm Anh Quân, cùng ông Đàm Anh Quân. Không bao giờ, mọi người đi tìm lại cái những cái gì IQ nói về ông Đàm Anh Quân, IQ chưa bao giờ xưng hô ổng là một vị tổng thống cả, chỉ nói với một cách là người ta gọi ổng là tổng thống thì mình kêu ổng là ông Đàm Anh Quân, chưa có bao giờ mà gọi ổng là ông tổng thống. Cho nên cái vấn đề mà để mà tôn sùng ổng mà hay là đi theo lính ổng là không bao giờ có nha. Là đó là những gì IQ muốn nói trong cái nhân dịp ngày 30 tháng 4 đó, thì mình nói một chút xíu về những cái gì IQ đã làm trong Đâu đâu 4 năm qua. à, 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 cô tôi còn nghe giang hồ đồn là cái phụ nữ tân tân dân chủ để dành cho Đào Minh Quân, cô còn định, định cướp nữa rồi ổng mới đưa ra truy tố nữa mà có cái nhóm hội phụ nữ tăng dân chủ là để dành cho Đào Minh Quân mà á cô đồ mà định cướp, cho nên là Đào Minh Quân xem là cô nguy hiểm cướp mất bốn phụ nữ tăng dân chủ. thì ở đây á, mình nói không biết là mọi người có tin hay không, chứ những cái gì IQ nói nó hoàn toàn chính xác là như vậy đó. Tại vì thật sự những người không có nằm ở trong trong nhóm thì không có hiểu, không biết được đâu. Nhưng mà IQ chỉ nói sơ sơ cho mọi người người biết gì nó là như vậy đó. Cái thời gian qua là lý do tại sao là như vậy đó, là IQ hơi ở hơi lâu là như vậy. Chứ nếu mà IQ thật nghe nghe nè nghe nghe nghe, nghe giang hồ đồn là a cu đẹp đẹp trai hơn Đào Minh Quân, thành lập ra một cái hội phụ nữ tân dân chủ để dành cho Đào Minh Quân thôi. No, no, nếu mà thật sự mà IQ mà kiểu mà thật sự mà ủng hộ ổng á, là IQ đã phải đi tới cái tụ nghĩa đường đó rồi, đúng không? Tức là đã tới hội họp rồi, biết bao nhiêu lần họ kêu gọi, IQ có bao giờ bước tới đâu. Chưa bao giờ bước tới cái chỗ cái tụ nghĩa đường đó là cái gì nữa, IQ nói thật.
nha. Đó là những cái gì nó ở đây không phải là mình nói để mình chạy tội, nhưng mà mình nói đây để mình chứng minh cho những cái người nào á nha, nó hơi cực đoan về những cái vấn đề gọi là cáo buộc hay là kiểu mà vu khống cho rằng là EQ là thế này thế nọ. Không phải đâu, EQ chỉ thật sự mục đích sau khi mà biết được những cái gì mà tổ chức công đoàn quân làm sai đối với những người anh em của EQ, bà con của EQ ở Việt Nam, thì EQ đã có những cái ý muộn là sẽ có một ngày EQ sẽ nói những vấn đề này. Cho nên khi mà EQ liên lạc nói chuyện với Michael Lee đó, là những gì Michael Lee hỏi là EQ đã nói lên hết những sự thật. Chỉ có Michael Lee mới biết được những cái chuyện mà EQ nói thôi, mọi người không hiểu đâu. Tức là về những cái vấn đề mà kiện tụng là EQ đã báo trước rồi. Không bao giờ có. Trước khi mà đem ra cộng đồng mạng là những cái vấn đề đó EQ đã nói chuyện với Michael Lee ở trong Messenger, là sự kiện tụng mà 38.000 tỷ không bao giờ có nha. Michael Lee đã khẳng định kỳ rồi để lên nói đó. EQ đã nói trước là không bao giờ có những chuyện đó, đừng có tin. Nhưng mà vì EQ không có thời gian điểm đó, EQ không thể nói ra được nha. Ở đây mình nói cho mọi người biết, cho nên EQ chỉ muốn nói cho những người cực đoan cả hai bên, tức là bên cờ vàng hay là cờ đỏ, chúng ta cũng không, vì không nên quá cực đoan về cái vấn đề mà người này phát biểu cái này người kia phát biểu. Chúng ta phải đem những cái sự thật ha, mình hiểu biết được mình lên để mình phản biện lại. Còn nếu mình không biết thì mọi người mình nghe mình chịu thôi, chứ đừng bao giờ đem những cái cha mẹ của người ta nè, đem những cái thể chế của người ta nè, đem cái lá cờ của người ta nè để mà lên mà để mà mạ lị, hay là để mà vu khống, hay là để chụp mũ, hoặc là rồi bây giờ tôi nói với ông Agu này, người ta lên mà lì vu khống thì tôi cho đang có lý. Còn cách nhất nhân kẻ lợi dụng cái lá cờ, lợi dụng cái thể chế đó kiếm tiền là phải lên tiền. Có luôn, đúng thì hồi nãy kêu nó. Còn cái người mà lì tôi cho là họ chiến thắng là cho họ được đi. Còn những người đã bị thua trận mà lợi dụng những cái đó để làm mục đích cá nhân, cái đó phải lên tiền. Đúng, cái đó đúng, cái lá cờ mình không thể lấy ra để mà đi làm trục lợi cho cá nhân được. Nó là một cái gì linh thiêng của tổ quốc nha, cái gì đó mình không nên làm. Thì cái đó là những thành phần thứ hai nãy kêu nói đó, đó họ là những cái người mà không nằm trong tổ chức, không trục lợi tổ chức, là những người trục lợi cho cá nhân, trục lợi vì YouTube. Thì những cái thành phần đó đâu phải đấu tranh đâu. Cho nên thật sự là nói thiệt, chắc 99% là những người ở nước Mỹ này nè, anh kêu chỉ nói nước Mỹ thôi, ở châu Âu thì mình không dám nói. Ở nước Mỹ này nè, còn là những kẻ gọi là đấu tranh dởm đối với Kiều Nghị, và thấy chưa có ai thật sự bỏ trái tim ra thật sự mà đấu tranh mà phi vụ lợi đó, tức là đấu tranh vì cái tình cảm con người thôi đó, là không có đâu. Chỉ có chắc 100 người, chỉ có một người thôi nha, 100 người có một người thôi, còn ngồi ra toàn là xạo rồi. Chị ơi, chị Tức Dung ơi, hôm nay là 46 năm mà 4 năm Aku mới có cái góc độ nhìn và nói lên lần đầu tiên, nói về cái góc nhìn chị Tức Dung lần đầu tiên á. Tại vì cái dịp này nó cũng hơi special một chút, là 30 tháng 4, 46 năm trên này Aku mới nói về cái cảm nghĩ của Aku về những người đấu tranh riêng ở nước Mỹ này, riêng ở Nam Cali này, cộng đồng Nam Cali này. Thì chưa có thấy một cá nhân nào, một tổ chức nào thật sự gọi là đấu tranh nha. Cho nên tại sao tôi mở cái ca khúc một lần đi đó. Rồi là nắng mình mưa Sài Gòn mà nắng Cali. Tôi cũng muốn nhắc nhở nắng ấm mà hơn nắng quê hương, đúng không? Thì đó là mình nói sự thật. Còn ở đây mình nói như vậy nè, lý do tại sao mà EQ thích vào, xin lỗi nha, trong 2 phút đó thôi rồi các anh chị em lên phản biện. Lý do tại sao EQ thích vào những diễn đàn ở trong nước nha. Tại vì như vậy nè, tại vì EQ thấy có rất là nhiều người ở trong nước vì cái tự tôn dân tộc nó quá cao, hay là vì cái lòng yêu nước nó quá mạnh, cho nên có những cái mà nó nói về Việt kiều hải ngoại nó chưa đúng, cho nên bắt buộc EQ phải phản biện. Thiệt nói thật, đó là những gì, đó là tại sao EQ thích vào diễn đàn ở trong nước là như vậy. Tại vì khi các anh chị nào nói đúng, giống như cô Tèo đây, thường thường đa số cô Tèo Bảo Khánh, đúng không, nói những gì ở hải ngoại, EQ có bao giờ phản biện đâu. Tức là những người họ thấy những cái việc làm của những người đó làm đúng, chỉ đúng mặt thì làm sao phản biện được. Còn những người anh em trong nước khác cứ đem ra là quơ đũa cả đấm, rồi nói cái này cái kia, rồi nói sai về EQ, cho nên bắt buộc EQ phải vào để mà phản biện. Thì trong cái lúc phản biện đó thì phải có kẹt khịa, đúng không?
thì phải có mất méo, phải có lương lẹo, phải có những cái gì đó là những cái đó là bằng rồi là chấp nhận chơi trên một ván cờ là phải chấp nhận bằng mọi cái được thắng đúng không? Đúng, vậy thì hôm nay cầu sàn nó cũng thắng bằng mọi cách để thắng, chứ có gì hận đâu. Đúng, không có hận. Đúng nhưng mà mình phải đem những thủ đoạn ra để mà mình trình bày giải thích. Nhưng mà có một cái IQ là IQ không dùng những ngôn ngữ tục tiểu, và cũng đa số IQ không có đem lãnh tụ ra, gọi là mình nói trắng trợn lãnh tụ, tên của lãnh tụ để mà mình đem ra mình so sánh. Nếu có IQ nói, nếu có, đó là những cái gì để mình gọi là mình nói bóng bóng gió thôi. Cái đó là cái cách của mọi người, thì IQ cũng nói thẳng như vậy nha. Cho nên IQ không có đến nỗi mà cực đoan mà kêu tên của từng lãnh tụ ra mà để nói, không bao giờ có nha. Đó là mọi người nhìn thấy gần 4 năm rưỡi nay là như vậy đó. Ngày hôm nay là ngày nó hơi đặc biệt một chút, cho nên IQ thổ lộ cho các anh chị biết. Nếu ở đây ai có cảm giác là IQ nói sai một vấn gì đó, hay là nó không đúng, hay là lương lẹo gì vậy, thì cứ lên đây phản biện đi, để IQ sẽ dành giải đáp cho ngày hôm nay đó. Rồi, để cho nên là tại sao ngày này ngày này tôi phải mở cái ca khúc một lần đi đó, nghe nó rồi mình phải trách ai, thằng ai. Đúng rồi, mình cho chú nhà đúng. Rồi cảm ơn anh cô hôm nay đã lên cùng rồi. Rồi mình chỉ trách thẳng những người lãnh đạo mình thôi, không bao giờ hận người dân nha. Rồi cảm ơn cô tiền. Rồi.